Ủa sao mình đây không đắp, đi đắp cái mền đó rồi đem cái gối chắn này làm chi? Từ đây về sau á ha, tôi với ông á chung giường nhưng mà không có chung mền. Bà nói vậy là sao? Không sao hết trơn á, tự hiểu đi ha. Vì mình ích kỷ, mình nhỏ nhen, mình ghen ẩu quá à. Cho nên từ đây về sau á, chung giường nhưng mà không có chung mền, mền ai nấy đắp. Mua thuốc đi chị. Dạ. Chị ơi. Dạ. Bác sĩ chủ nhiệm khoa có nói chị tính bao luôn phòng này hả? Dạ. Bác sĩ chủ nhiệm khoa có nói nếu như chị muốn bao luôn phòng này cũng được, nhưng mà bây giờ có thêm nhiều bệnh nhân mà lại thiếu giường, cho nên phải ưu tiên cho bệnh nhân. Chị thông cảm nha. Dạ không sao đâu chị, có bệnh nhân thì mình phải nhường chứ. Dạ. Ủa, ảnh bị sao vậy chị? Ảnh bị tai nạn lao động chị à. Ông xã em thì bị tai nạn giao thông. Mà có nặng lắm không chị? Ảnh bị gãy cái ống quyển mà gãy cái ba sườn luôn đó chị. Con ảnh bị gãy chân. Ảnh bị tai nạn lao động thì không có nói gì. Còn ông xã của em á, đang bình thường, bỗng nhiên có con cha say xỉn từ trong hẻm chạy ra, tông vào ông xã của em á, bị tai nạn lãng nhách à. Đúng là dân tình chạy xe ẩu hết sức vậy đó. Bởi vậy người ta nói đi ra đường phải tránh người ta đụng mình là chính, chứ không phải mình đụng người ta, đúng không chị? Đúng vậy đó. Nhưng biết đâu mà tránh bây giờ. Ra đường bây giờ chẳng biết phải chạy xe như thế nào. Xong chưa người đẹp? Trời ơi, không dám nhận người đẹp đâu. Sao khiêm tốn quá vậy? Bảo đảm em là người đẹp 100%. Em á, riêng toàn bộ, không chỉnh sửa. Cứ ghẹo em hoài à. Nè, anh ký giùm em đi. Anh thấy sao nói vậy chứ bộ? Thôi nha, anh có thấy á, tay em đỏ, mũi em phồng lên không? Nói tầm bậy tầm bạ không à. Đi qua bên kia chở thêm hàng giùm em đi, chiều không có khách người ta la làng đó. Ủa, chuyện gì vậy con? Dạ, tụi con nói chuyện vẫn chơi mà má. Nè, kêu má ai bằng má vậy? Thôi mà, anh giỡn một chút mà. Thôi vô. Đói chưa, má thông cảm rồi đó. Anh cứ nói chuyện bậy bạ. Nè, anh cầm cái này qua bên kia, rồi lấy toa khiêng hàng về đây cho em nha. À, anh đi nghe người đẹp. Người đẹp hoài. Mời dạ, mấy chị con mời mấy gì vô nhà. Dạ. Thưa với mấy chị là hôm nay bà dì mười tôi bà đi chùa. Dạ. Cho nên là tôi với con gái tôi. Dạ. Thay mặt bà dì mười thanh toán tiền cho mấy chị. Dạ. Dạ. Dạ đây cô. Cảm ơn dạ. Con. Dạ, dạ đây à. Ừ. Dạ đây. Cảm ơn. Mấy chị kiểm tra lại giùm em. Thôi được rồi. Thôi, kiểm gì, nói chuyện cho vui. Không được, kiểm tra lại giùm chút xíu đi mà. Bà nào muốn kiểm thì kiểm nha, còn tôi thì khỏi. Từ trước á thì dì mười, giờ tới má con cô Tư đây á, tôi nhận không có thiếu một cắc. Trong làm ăn với nhau á, quý nhất vẫn là chữ tín. Dạ. Không có chữ đó khó nói chuyện lâu dài. Dạ. Dạ. Xem ra cái đó bây giờ càng ngày càng hiếm đó mấy chị. Vậy chứ sao. Bởi vậy á, càng ngày mình phải càng giữ, phải không cô Tư? Dạ. 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 Cảm ơn chị. Dạ. Dạ, uống nước đi cô. Con mời mấy cô uống nước. Uống đi chị. Đây nè. Dạ. Con, chị cũng uống đi. Cảm ơn. Dạ con. Đây à. Được rồi con. Cảm ơn. Thank you.
kêu ông dậy lấy nước cho anh. Ừ, cảm ơn. Tại thấy Thảo ngủ ngon quá nên anh không kêu. Nè, anh uống đi anh. Ừ, anh cảm ơn Thảo. Cần gì anh cứ gọi em chứ. Ừ, cảm ơn Thảo. Dạ, thưa Mười. Hồi sáng á, con thu được bao nhiêu, sổ sách con ghi chép đây nè Mười. Con, giờ Mười tính về nha. Từ hồi má con bay lên đây phụ với Mười á, công việc làm ăn ngày càng được. Bây giờ Mười muốn má con bay mở thêm một cửa hàng nữa. Vậy má con bay thấy làm sao? Dạ con xin phép. Mười nói làm sao? Hai má con mở thêm một cửa hàng nữa hả? Ừ. Thì vậy chứ làm sao? Má con làm gì có vốn liếng mà mở cửa hàng Mười? Bay đừng lo. Vốn à, thì Mười lo. Má con bay á, làm ăn được, sau này á, hoàn lại cho Mười. Rồi, còn phải lo tiền mua nhà cửa để mở cửa hàng nữa. Chứ mà thuê mướn, rồi vô tiền thuê nhà hết hả Mười ơi? Bởi vậy tao nói rồi mà mày không có nghe. Vốn liếng á, thì Mười lo. Má con bay chia nhau quản lý hai cửa hàng đó. Có được không? Dạ. Mười để từ từ con tính. Thôi, tụi bay dọn dẹp đi. Dạ. Mười uống nước đi Mười. Nè. Dạ, còn đây nữa nè Mười. Mười coi lại giùm con. Ba má. Ừ. Ba má ngồi đi. Nó ngủ lâu chưa con? Dạ, y tá mới cho anh uống thuốc ngủ rồi ba. Chà, chắc đau lắm người ta mới cho uống thuốc ngủ đó. Ừ. Dạ, ảnh đau lắm. Tối hôm qua con nghe ảnh rên nhiều lắm. À, tội nghiệp nó quá. Ừ. Con nè. Dạ. Con mệt lắm phải không? Con có mệt gì đâu má. Thôi, con ráng ít bữa rồi xin về để má phụ với con. Dạ, con không sao đâu, con chịu được mà má. Bác sĩ có nói gì không con? Dạ, anh cũng đỡ nhiều rồi. Vậy à? Ít bữa, về vận động, rồi đi nạn một thời gian, rồi bỏ nạn, là anh đi được đó ba. À. Vậy á, nó cũng có phước đó. Ủa, cái chú nằm cái giường đó bộ xuất viện rồi hay sao? À, anh đi xét nghiệm rồi ba à. À. Nãy giờ anh ngủ lâu lắm phải không Thảo? Anh á hả? Anh ngủ mê man suốt 3 tiếng đồng hồ luôn rồi đó. À, hồi nãy có ba má tới nên em định đánh thức anh dậy. Nhưng ba má không có cho. Trời, sao em không đánh thức anh dậy? Ba má biểu để anh ngủ cho khỏe, lấy sức lại thôi à. Trong đây á, anh ngủ hoài à. Còn ba má đâu phải hồi nào ba má cũng vô thăm anh được đâu.
Anh ăn đi. Chị, lát chị để ảnh qua phòng X-quang giùm em nha chị. Dạ cảm ơn chị. Ủa, đi liền luôn hả Thảo? Ừ, thì đúng rồi. Anh ăn đi.